Tiếp đến những video chia sẻ cây cảnh nghệ thuật tại triển lãm Hải Dương mở rộng 2018. Đô xin giới thiệu tiếp với các bạn từ tác phẩm xanh. Tác phẩm có tên gọi là Tiên Lão Giáng Trần. Vâng, chủ nhân là của anh Dương Văn Mười. Chúng ta thưởng thức trước phần thân bệ. Chia tay với Tiên Lão Giáng Trần, chúng ta đến với tác phẩm xanh tiếp theo. Tác phẩm có tên gọi là Tam Huynh Đệ, vâng, của ông Đỗ Xuân Hoan, Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Lào Cai.
Các anh đang đứng ngắm thưởng thức tác phẩm Tiên Lão Giáng Trần. Tiếp theo tôi giới thiệu với các bạn cũng là tác phẩm xanh. Chúng ta lại đến với một tác phẩm ủi. Đây là bóng dáng của một tác phẩm ủi ta. Và với hình ảnh này, tác phẩm ủi ta ở giữa và hai tác phẩm xanh cổ đối xứng từ bóng dáng cho đến chân đôn chậu qua tác phẩm ủi ta. Đây là một bộ chơi cặp đôi. Đây là tác phẩm Hồn Quê của nhà vườn Thảo Đính.
Chúng ta đang thưởng thức tác phẩm Sanh có tên gọi là Long Phụng Giao Duyên của anh Hoàng Phú Hải, Việt Trì, Phú Thọ. Hoàng Phúc Hải. Vâng. Chúng ta đang quan sát tác phẩm Sanh cổ của ông Nguyễn Văn Thảo, Hải Phòng. Và với tác phẩm Sanh cổ của ông Nguyễn Văn Thảo, Đỗ Sinh xin dừng video này tại đây để chúng ta chuyển tiếp sang video tiếp theo.